Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Câu Chuyện Tình. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ nghe Tiến Luật kể câu chuyện tình nào đây? Mời bạn. Câu chuyện tình của em kể nó thơ mộng, nó đẹp, ngôn tình lắm anh. Chuyện nó làm sao? Chuyện nó là vậy nè, cái anh chàng ca sĩ này anh học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Còn cái người bạn đời của ảnh á là học trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hai người học khác trường, vậy mà là họ quen, họ yêu nhau. Lý do là cái cô này cổ bán căng tin ở trong trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Thì trong một cái lần mà biểu diễn văn nghệ, anh này anh đứng trên sân khấu anh hát, cổ nghe cái giọng hát rồi cổ mê. Mê từ giọng hát luôn. Mê từ cái giọng hát. Đó. Rồi sinh viên mà ai mà không có ăn mì tôm rồi uống trà đá mà thiếu nợ căng tin. Không biết ông này ông làm sao, ông ghi sổ làm sao, ông ghi rồi xong rồi cái ghi thiệp cưới luôn. Chắc là thiếu nợ nhiều quá bắt người luôn. À, người ca sĩ và vợ của anh ta Luật muốn giới thiệu đó là ca sĩ Y Giang. À, chào bạn. Rồi, chào Y Giang. Em kính chào quý vị khán giả. Anh chị ạ, em là Loan ạ, em đến từ Hưng Yên. Dạ, lời đầu tiên thì xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể khán giả và các anh chị nghệ sĩ. Em là đầy đủ tên họ là gì? Dạ, em là Y Giang Arul. Em là người đồng bào? Dạ, người ED ạ. Người ED hả? Dạ, dạ. Rồi sau mấy năm mà học ở trường văn hóa nghệ thuật đó, em thiếu nợ chắc nhiều lắm hả? Cũng tầm tầm thôi. Vợ em cứ kêu là cứ trả đi, thì em kêu là anh sẽ trả bằng cả cuộc đời. Thôi, thôi quá, quá trời. Ông ăn cho đã rồi ông bán thân ông luôn. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu thì mới tiến tới hôn nhân? Bắt đầu từ năm 2010 thì quen nhau thời gian thì khoảng được mấy tháng, gần năm cũng chia tay. Ồ, lúc đó trả nợ chưa mày chia tay? Dạ chưa. Chưa trả nợ mày chia tay, thiếu rồi tính phù luôn nè. Rồi sao nữa em? Tới tận 2015 thì mới lại quen nhau rồi cưới nhau luôn. Cái nguyên nhân mà quay nào mà quay trở lại em? Thì cái hồi mà thích anh này thì em có bảo anh ấy là phải nhớ số điện thoại của em. Thì 2015 thì bạn thân của anh ấy ở ngoài Hải Phòng là anh ấy cưới. Thế anh này ra ăn cưới anh ấy. Thế là anh ấy không có ai chơi. Thế là anh ấy mới nhắn tin cho em là đây có phải số điện thoại của Loan không? À, là nhớ lại cái số điện thoại ấy. Là sau 5 năm, là từ lúc chia tay đến 5 năm mới là có liên lạc với nhau không? Dạ, có, ít lắm. Khi mà đó, lễ Tết thì em có chúc bạn lịch ấy. Lịch sự rồi này, dạ, kia vậy, dạ, thôi. Chúc xã giao đó. À, xã giao. Giữ mối. Giữ mối. Cũng có gì nha. Khi mà anh nhắn cái tin nhắn đó em cảm giác thế nào ấy em? Lâu ngày không nhắn thì thôi cũng bất ngờ. Lâu rồi không nghe thích ông này hát thì thôi lần này gặp để ông bắt ông ấy hát một bài cho nghe. À, chỉ gặp nghe chị hát thôi đúng không? Dạ dạ. Em xong rồi tới anh hát cho em nghe hả? Dạ vâng. Hát nghe sao rồi cái ngữ cảnh sao mà nó dẫn đến hai người tiếp tục yêu nhau nữa? Chắc là anh ấy thấy em đẹp quá, xinh quá, anh ấy tán lại đấy anh ạ. Ví dụ hôm nay gặp này, mai anh ấy hẹn tiếp, ngày kia anh hẹn tiếp, anh ở lại luôn. Là mình là cũng thuộc dạng tán giai á. À, giai nên mới có kết quả. Ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt đó đúng, dạ, không? Và lúc là khi quay trở lại là em là người chủ động là chinh phục lại bạn này. Dạ. Lúc đầu năm 2010 là vợ em chủ động. Tới 2015 là em chủ động. Rồi sau đó rồi cái lần gặp lại đó là bao lâu, tiến trình nó phát triển cái tình cảm như thế nào? Cũng nhanh lắm. Thế là thích nhau rồi ạ. Thế là thích nhau, nhớ tại lại vì tình cảm ngày xưa vẫn còn đó. Khi em nghe cái người yêu hát cái giọng đó, dạ, đúng rồi, cất lên, lúc đó em yêu chưa? Khi nghe rồi em yêu rồi hả? Vâng, nghe là thích rồi ạ. À, hay rồi, quá. Bao lâu có cầu hôn gì không? Khí rất hay. Xong rồi lấy máy của bạn anh ấy, lúc đầu kêu mượn máy thôi, xong rồi nhìn số, lướt nhìn cái số của anh ấy là nhớ trong đầu, xong rồi tôi nhắn tin. Em thả thính ấy ạ, là để cho ông ấy biết số điện thoại của mình, để ông ấy nhắn lại thôi. Rồi ông ấy nhắn lại không? Đớp mồi ngay. Cho hỏi thăm em thì là ở Đắk Lắk. Dạ, ở Đắk Lắk. À, bà xã em là ở Hưng Yên. Dạ, ở Hưng Yên. Thì hiện giờ là các em ở chung ở đâu? Dạ, ở nhà ông bà ở Đắk Lắk.
Bây giờ hai người có em bé chưa? Dạ có rồi ạ. Là được 10 tuần 6 ngày đến hôm nay là 7 ngày. Wow. Xin chúc mừng. Em gái ơi, mình đang ở một cái trung tâm thành phố cả nước đúng không? Dạ. Ở Hưng Yên tới Hà Nội cũng không có xa gì mấy. Nhưng tại sao em lại vì một điều gì đó mà em đồng ý em về Đắk Lắk? Thì cái khó của em có cái gì không em? Ra hồi đầu thì bố mẹ em cũng khắt khe lắm. Bởi vì thứ nhất là anh ấy ở xa quá. Thứ hai là làm ca sĩ. Thứ ba thì là do anh ấy người đồng bào. Bố mẹ em là sợ khác phong tục tập quán ấy. Khác nước uống. Thế là không cho lấy. Sau đấy thì kiểu thuyết phục bố mẹ. Thì cứ đưa anh ấy về nhà ấy. Thì bố mẹ kiểu cảm nhận dần. Thì cảm thấy anh ấy là một người tốt, thật thà. Thế là rồi cuối cùng thì đến năm 2016 thì mẹ em có bảo là thôi. Một là chia tay ngay bây giờ, hai là lấy luôn. Thế là đành phải lấy luôn. Đành phải lấy luôn. Nhưng mà cũng phải đâu, tại khi mà ở Hà Nội lúc mà quen nhau rồi á, thì có một thời gian vợ em là cô ấy liều, cô ấy đi mượn tiền, cô ấy mở quán trà sữa. À, là à, hai vợ chồng có kinh doanh ngoài Hà Nội. Thì từ đó thì mới tới bây giờ, mới nảy sinh được nhiều tình cảm hơn. Thì em thì lúc vừa ra thì khó khăn lắm, mượn xe đạp tới chỗ cửa hàng bán. Có những lúc mà giận nhau, bỏ hết quần áo, chửi đi thôi, giận nhau. Xong rồi đi một đoạn xong quay lại. Không nỡ để một người con gái mà một mình mà lo toan hết cái quán đó được. Từ đó em mới biết làm trà sữa, rồi cái gì khoai tây chiên. Nhiều lắm, nhiều kỷ niệm. Xong rồi những lúc đi làm thì có chiếc xe, mượn xe, vợ bán. Em đi đi làm kiếm ít thóc, trả tiền nhà. Những lúc mưa gió thì lúc đó con trai mà bạn bè ngoài nhiều hay rủ rê lắm, hay làm tí. Nhưng mà về với vợ, thương xong rồi đóng hết cửa hàng, đổi áo mưa. Cô ấy trở về phòng trọ rồi lại và tự thân về một mình mà ở xa, cách nhau khoảng 10 cây. Thì lúc đó thì bố mẹ Loan cũng lên, mới thấy thằng nào nó ngồi trong cửa hàng lúc đó để rau nữa. Đầu thì không có tóc. Anh hỏi Loan là ai á? Anh hỏi làm gì? Ai á? Bố mẹ chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Không dám ra. Sợ. Xong mới ra là em làm cơm. Từ khi quen vợ là biết làm cơm, biết nấu ăn. Xong mới làm cơm xong cứ ngồi, xong hỏi thăm một tí. Nó cũng chưa sâu đâu. Một thời gian là chị gái của Loan cưới. Thì em mới về là hát. Lại thấy thằng này, cái thằng đầu trọc này, vừa đầu trọc là vừa có râu, nó xuất hiện ở đây. Người. Xong tối là bố mẹ Loan điện về. Bắt về kêu cả em về, mang bạn về. Em tưởng là rồi, vui đây. Xong về nghiêm nghị. Xong mình rồi, thấy cái màu này không ổn rồi. Không biết làm sao cứ ngồi im. Cứ dùng khuỷu tay ấy, nhắc, nói đi, nói, em không biết nói. Nói cái gì bây giờ? Hai đứa cứ nhìn ngồi cười, mà anh nhìn có nói bố mẹ nhỉ? Thôi. Đó, xong rồi sau đấy thì em có nhắc anh ấy là phải nói như thế, bố mẹ mới nghe đấy. Thế là anh có nói. Có nói không? Lúc đấy ra nói sao? Chắc có, cho em diễn em lại. Em nói câu đi. Nào thì anh ấy nói em câu ấy. Lúc đó em đứng vậy này. Dạ, cứ dạ, dạ. Xong rồi gãi đầu nó không có tóc. Dạ, cho con xin phép quen Loan ạ. Xong rồi ngồi xuống thôi. Cứ ngồi vậy. Rồi bố mẹ có đồng ý chưa? Tính ra đến đoạn ấy là bố mẹ em cũng đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Thì trước đấy con nói là một là phải cưới trong năm, hai là phải chia tay để yêu người khác. Bây giờ về làm dâu người ED. Dạ. Cái phong tục của người ED với người Kinh mình có khác nhau không? Thực sự là khác ấy, nhưng mà em thấy rất là hay ạ. Hay. Họ có cồng chiêng các thứ, rồi mỗi lần có lễ hội là cả dân làng hội họp lại rồi múa và đánh đàn rồi là gõ chiêng. Thế ông xã, ông xã có dạy bạn múa kiểu ED không? Múa thì chưa kịp dạy,
còn hát thì dạy rồi, nhưng mà những bài từ năm này đến năm khác hát lúc này như này lúc kia như xong bó tay luôn. Hát hay quá. Nói tóm lại là khi yêu thì người ta quên đi tất cả mọi thứ, người ta thấy cái gì cũng đẹp cả, cho dù ở đó là nơi đâu. Và cảm giác một người phụ nữ hạnh phúc, nó nhìn vào mắt nó biết ngay mà, lúc nào mắt cũng cười cả. Em yêu nhất ở Izan là cái gì? Tất cả. Tất cả luôn. Còn Izan? Thì bây giờ vợ em kêu tất cả thì em cũng kêu tất cả thôi. Loan, Loan ơi, nãy dạ. giờ mà cô Xuân ngồi để cô thấy chồng con á, có một cái cách nói chuyện á, ngộ lắm luôn á. Dạ. Nói cái kiểu như là chậm chậm. Thôi nói cho rồi, yêu ớt ai nghe, à? Nghe không nghe, thôi. Thì cái phong cách như vậy không mà. Dạ. Thì em hỏi nè, có khi nào có một cái việc gì mà con nóng giận, con bức bách, con cần phải giải quyết nhanh mà chồng con vẫn nói kiểu này rồi con sao? Có ạ, nói chung là cái cách hành động ấy hơi chậm ạ. Ví dụ nhiều khi là mặc quần áo chẳng hạn. Ờ, anh mặc vậy được không? Được đúng không? Ờ, bình thường. Xong rồi, tức nghĩa là quay đi quay lại một vấn đề rất là lâu ạ. Cái đó là anh nhờ em. À. Nếu mà anh mà mặc không đúng là em lại ấy không vừa lòng. Chỉnh chu. Ờ, à, chỉnh chu. Từ lúc mà hai người lấy nhau giờ có cái trận nào mà cãi lộn mà kịch liệt? Thường xuyên ạ, ngày nào rồi cãi nhau ạ. Anh cãi thì sao? Ông cãi lộn với phong cách chậm rãi vậy hả? Mỗi lần đưa em đi làm á, em đã chuẩn bị xong hết rồi, là anh còn nằm lướt iPad, xong rồi đi ra, em ra cửa rồi, em đợi rồi. Ờ, để anh chạy vào lấy cái mũ nhá. Cái mũ xong rồi, ờ, để anh khóa cửa đã. Thì nghĩa là khi mà em đã đợi rồi thì anh ấy vào từ từ từng chi tiết một đấy. Anh có làm gì nhanh không em? hỏi cái gì mà sao nghe nhột quá vậy? Ủa mà cái dòng nhạc mình đang theo đuổi là dòng nhạc gì? Dạ, dòng nhạc rock, ballad. Đấy, thấy chưa? Cái này là nhanh nè, nãy giờ em không nói. Anh ý anh hỏi cái này là nhanh nè. Em nghĩ cái gì mà nhanh? Nhìn mãi không ra. Cũng có cái chậm, em vẫn hát classic, vẫn hát opera. Em hát opera thử một đoạn nào đó mà tiếng ED thử anh nghe thôi. Sẽ lấy bài dân ca ED luôn phát triển. Là bài mang tựa đề là Bến Suối. Vang vọng núi rừng luôn á. À, khoan, để em dịch cái câu em hát cho anh nghe thôi. Nếu là vầng trăng tôi sẽ trăng phố em ơi. Nếu là vì sao tôi sẽ sáng trong đêm. Vì tôi là một chiếc lá ngọn nguồn vơi đầy. Anh nghĩ rằng đây là mối tình đẹp đấy. À, một chàng trai rất là rụt rè, một phong cách rất nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng với nghệ thuật, với âm nhạc, anh ấy gần như là một cái đại ngàn bao la mênh mông, nó thổi ào ào như vũ bão vậy. Và cái giọng hát hết sức là ngọt ngào. Bây giờ thì anh muốn em hát với vợ em, nói với cô ấy, được không? Dạ, được. Giống người lớn ha, sắp làm bố làm mẹ rồi. Thì... hết giờ. Bình tĩnh quá vậy. Bình tĩnh, đang suy nghĩ. Trời ơi rất là đặc biệt. Tôi bấm đồng hồ với ông đó, bây giờ ông nói đi, suy nghĩ đi. Muốn nói một câu cảm ơn em đã luôn bên anh. Không được khóc. Cảm ơn em đã luôn bên anh những lúc anh khó khăn nhất,
những lúc anh chán nản nhất. Và anh sẽ hứa cả cuộc đời này anh sẽ làm mọi cách để cho em và các con hạnh phúc no đủ. Cho tôi xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em một thằng đàn ông. Cho tôi xin em một phút bình bơ. Cho tôi xin em một thằng con trai. Cho tôi xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em một thằng đàn ông. Cho tôi xin em một phút bênh bông. Em xin cho tôi một thằng con trai. Cho tôi xin em một thằng đàn ông. Thằng con trai lên dãy giữa rừng. Thằng con trai lang thang biển khơi. Thằng con trai như chim hót gọi bay. Là con chim không sống trong tù đầy. Xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em một thằng đàn ông. Cho tôi xin em một phút bình mộng. Em xin cho tôi một thằng con trai. Cho tôi xin em một thằng đàn ông. Thằng con trai bay tới những thiên hà. Thằng con trai hoàn so vào lòng đất. Thằng con trai nhân ái vì mọi người. Là con trai biết yêu thương vợ mình. Hãy cho tôi yêu xin em một đứa con trai. Cho tôi xin em một đứa con trai. Rất tuyệt vời. Nhưng mà nói thật là em thích trai hơn gái. Con gái. Con gái. Rồi, chúc cho hai vợ chồng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Là hôm nào em vui á, chồng em về em nói chuyện y như em dẫn chương trình Bolero vậy. Mà hôm nào mà nhập cái bữa em không vui, em nói chuyện y như em đang ngồi làm giám khảo với đạo diễn Lê Hoàng vậy đó.